chị các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu những mẫu squishy giấy mình mới vừa làm nha. Thì lâu lắm rồi mình không ra video tại vì cái này mình bận đi học, với lại mình là chưa làm rồi squishy á, thì bây giờ mình mới làm rồi nè các bạn. Thì đầu tiên là mình có một cái bánh dứa nha, cái này rất là chậm tăng các bạn. Thì sao thì mình không có vẽ gì hết. Tiếp theo nữa thì mình có một cái bánh gì đấy các bạn, bánh quy hay là bánh cốc khách gì đó, mềm các bạn thấy ha. Cái này thì mình làm rất là mềm và chậm tăng. Thì mình mới làm mấy cái em kia thì đẹp hơn nhưng mà mình bán rồi. Tiếp theo thì mình có một cây kem, cái kem ốc quế. Cây này thì rất là mềm luôn, kem ốc quế dưa hấu luôn các bạn. Kem này rất là mềm mà bóp rất là dễ bị nhăn. Tiếp theo nữa thì mình có một cái hamburger. Hamburger này thì có hai lớp bánh và thịt và rau các bạn đây. Thì cái này thì nó cũng hơi chậm tăng thôi và cũng mềm luôn. Squishy đợt này thì mình làm là đa số cũng nhiều cái mềm nha. Tiếp theo thì mình có một cái bánh đa khối nha, cái này cũng hơi mềm thôi các bạn chứ cũng hơi cứng. Tiếp theo nữa thì mình có một cái trái tim, thì cái trái tim này rất là mềm lắm các bạn. Và cũng rất là chậm tăng. Tiếp theo thì mình có một cái bánh. Đây là bánh cầu vồng. Nó không biết gì nữa. Cái này thì mình dồn hơi ít còn nên nó không có được mềm. Tiếp theo thì mình có một cây bút chì. Rất là mềm các bạn. Mềm khủng khiếp. Không có chậm tăng. Tiếp theo mình cái này mình không biết gì nữa. Mình mà cái này rất là đã nha. Rất là mềm và chậm tăng. Tiếp theo thì mình có một cái hạt đậu. Hạt đậu thì mình làm ba màu. Thì mình có vẽ má hồng nữa. Cái này thì mình vẽ má hồng màu vàng và cái này màu đỏ. Cái này màu hồng nhưng mà ba cái đều không có thấy các bạn, mình tô màu lên cái nó hết thấy luôn rồi. Cái này thì không có chậm tăng mà mềm. Tiếp theo thì mình có cũng có một hạt đậu nữa thì mini hơn các bạn, cái mắt thì đông lanh hơn nữa nè, có má hồng nữa các bạn. Thì cái này cứng nha. Tiếp theo thì mình có một em, cái này là BT21 á các bạn, cái này là van cứng luôn nha các bạn. Đây mình thì cũng có một em này nữa là cũng là BT21 các bạn, hay là Tata cứng luôn nha. Theo thì mình có một em Kenny, thỏ Kenny nha. Thì em này thì cũng khá là mềm, thỏ Kenny thì rất là dễ thương. Tiếp theo nữa thì mình có một cái lát chanh, miếng chanh cái này. Em thì rất là mềm. Tiếp theo nữa thì mình có một cái em bánh kem. Em này thì cũng mềm luôn nha. Tiếp theo thì mình có một cái bánh donut. Donut thì rất là cứng luôn, cứng nhất luôn các bạn. Và tiếp theo nữa thì mình có một em unicorn kỳ lân hay sao á, mình cũng không biết nữa. Mềm lắm các bạn, mềm lắm. Tiếp theo thì mình có một cái bánh này là mình không biết bánh gì luôn các bạn. Và rất là chậm tăng luôn nha.
Vì video này khá là dài vì mình có khá là nhiều mixi các bạn. Và tiếp theo mình có một cái em bánh kem nha các bạn. Bánh kem sô-cô-la unicorn. Thì em này cứng nha. Tiếp theo thì mình có em này rất là bự. Bự bằng cái mặt mình không các bạn. Đây là màn hồng các bạn. Có hai mặt. Mặt màu hồng và mặt màu xanh dương. Thì bóp nó rất là đã. Em này là bự nhất của mình luôn. Tiếp theo thì mình có một cái miếng bơ các bạn. Em này thì cũng rất là đã luôn. Và cuối cùng là mình có một cái em này là bơ các bạn. Còn video của mình tới kết thúc rồi nhé các bạn, hãy like, share và subscribe kênh của mình luôn nha. Bye.